Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 10 giờ trưa ngày 19 tháng 7 năm 2024. Mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Đà Lạt ha. Ở đây là bùng binh nước và chờ đó quý vị. Đà Lạt sáng ngày hôm nay thì trời đã tạnh ráo quý vị. Hồi sáng thì có nắng hửng lên, ấm áp đó. Bà con mình cũng tranh thủ đem đồ ra phơi ha, và cũng đem người ra phơi luôn. Chứ mấy ngày hôm nay nguyên quả cả tuần là phải nói là mưa gió tả tơi, không thấy mặt trời. Người ngợm nhà cửa cho đến áo quần như là móc meo lên hết quý vị. Đó, nó ngớt được chừng nào hay chừng đó quý vị. Hiện tại bây giờ thì trời đang âm u, không biết có mưa hay không. Nói chung là tạnh được chừng nào hay chừng đó quý vị ha. Để cho đất đai đường xá nó khô ráo rồi tiếp tục mưa cũng được. Cây cối nó cũng được phơi nắng một chút ha. Đây là cầu Ông Đào quý vị. Đó, trời ấm áp lên, quá tuyệt vời luôn. Rồi mình cập nhật tình hình ở đây một chút rồi sẽ dẫn quý vị đi về đèo Sa Com ha. Đến thăm một ngôi làng tuyệt đẹp nằm ở bên hồ Tuyền Lâm, ngôi làng của bà con đồng bào quý vị. Hôm nay thấy trời ngớt ngớt một cái là dẫn quý vị đi ra xa xa ngoài ô vùng ven cho nó nhẹ nhàng thư thái ha. Mấy ngày hôm nay quay cảnh đường phố, nói về cuộc sống cũng như là những diễn biến đôi cô đôi kiến này kia nó cũng khá là nhức đầu rồi ha. Bây giờ bỏ qua những cái vấn đề đó, bây giờ đi xem đời sống bình yên của bà con mình thôi ha, cũng như là xem cảnh quan vùng ven cho nó đã con mắt. Đây là cái con đường Trần Quốc Toản quý vị. Mình hướng xuống đèo Friend rồi sau đó sẽ vòng vào hồ Tuyền Lâm. Hy vọng nó nắng lên cho được vài ngày đi quý vị, cho đất đai nó khô ráo, cây cỏ nó xanh tươi lên, mơn mởn lên, nó đẹp ha. Đem chăn ra, gối nệm, mùng mền, áo quần ra phơi. Bà con mình cũng tranh thủ ra phơi, người đi tập thể dục thể thao cho nó có năng lượng cái. Đây là con đường Phường Tím nè quý vị. Nó sẽ nối qua bên kia. Đường này mới mở tầm khoảng năm, nó cắt qua cái quả đồi này quý vị này. Được trồng rất là nhiều hoa Phường Tím ở đây. Đó, con đường này thì trồng rất là nhiều hoa Phường Tím. Còn con đường Vành Đai á, thì trồng rất là nhiều hoa mai anh đào. Và mai mốt có những tuyến đường như thế này phải nói cực kỳ hot của Đà Lạt luôn ha. Những khu vực đường như thế này thì hầu như không có nhà dân đâu quý vị. Mà chính những con đường không có nhà dân mà băng qua những khu rừng hoang sơ như thế này á, thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Còn nắng hửng lên bà con mình là thuê xe máy đi chơi nó cũng rất là thoải mái ha. Tuy nhiên bà con mình cũng nhớ cứ đem theo áo mưa. Mùa này là nó có thể mưa bất cứ lúc nào quý vị. Đây cũng đều ri thẳng tắp quý vị ha. Vào tới trong này là hồ Tuyền Lâm rồi.
mé trong này thì có khá là nhiều những cái khu resort nghỉ dưỡng cao cấp đó quý vị. Ví dụ như là ở trong này thì có Terracotta này, Eden Sea này, Squid Bell, Sacom đó. Dự án này với những căn nhà bỏ hoang và nó là trên chục năm rồi quý vị. Căn nhà ngày càng ma mị thêm ha, rêu phong. Đây là resort Terracotta đây. Nhiều lúc có khuyến mại á, ở đây thì cũng có những cái hàng phòng bình dân từ 800 cho đến 1 triệu, 800 đến 1 triệu, mà ở trong những cái khu resort mà phải nói là đẳng cấp 4-5 sao thì phải nói quá tuyệt vời luôn ha. Gió lành quý vị. Có những anh chị mà hỏi lên Đà Lạt mùa này săn mây thì có mây hay không? Cái đó thì hên xui quý vị. Cái đó là mình không khẳng định được 100% là có mây. Trời này thì sẽ có mây nhiều, nhưng mà nếu gió như thế này thì mây nó sẽ không có hạ xuống thấp được quý vị. Nó sẽ lên rất là cao. Lúc nào mà phải nói là không có gió, trời tĩnh lặng, thì lúc đó sẽ chìm trong biển mây, săn mây rất là đẹp. Và mùa này đi săn mây bằng xe gắn máy cũng rất là cực luôn. Người ta có những cái dịch vụ tour ghép săn mây bằng xe ô tô gì đó. Còn đi xe gắn máy thì nó lạnh quý vị. Phải đi sớm, nhiều lúc mưa, đường trơn trượt mà nó lạnh lắm luôn. Bên này là khu resort Romeo Juliet này. Ôi, hoa xinh tím đẹp quá quý vị. Cái đỉnh núi voi ở đằng trước đó quý vị. Nếu như mình leo lên tới trên đỉnh đó mà nhìn xuống dưới hồ Tuyền Lâm á, nhìn nó giống như là vịnh Hạ Long ở trên cao nguyên vậy đó, y chang ở bên Tà Đùng luôn. Rồi vào ngã ba này, quẹo trái là vào đường Sacom ha, chạy thẳng bên phía tay phải là vào
resort RNC cũng như là khu du lịch Đá Tiên nằm ở trong đó. Theo đèo Sacom này thì chúng ta sẽ đi được trọng luôn sân bay Liên Khương, đổ xuống cao tốc Liên Khương luôn quý vị. Đúng là vào đây rừng ơi là rừng luôn quý vị ơi. Ở trong này thì có cái đồi thánh giá này. Tuy nhiên hiện tại bây giờ có cái dự án khu nghỉ dưỡng resort gì ở trong đó người ta chặn lại không cho vô quý vị. Hồi trước bỏ hoang á, vô khám phá cái đồi thánh giá nó cũng rất là đẹp đi. Mình leo lên quả đồi đó là nấm quá trời nấm. Và con đường này vào cái mùa mưa này cây cỏ nó lên xanh tốt quý vị ha. Thông non thông lớn gì được quá trời luôn. Để tới đây mình rẽ lên cái con hẻm ở bên phía tay phải cái quý vị thăm lại một chút, rồi sau đó chúng ta sẽ đi xuống thăm ngôi làng ở dưới đó. Qua wow, đường quá đẹp. Con hẻm nó nằm ở đâu đây, bây giờ đường lên và nó là tùm luôn. Ở đây không biết, mình chạy lên coi đã. Lâu rồi không đi vô lại, quên. Đúng rồi. Ui xa. Đẹp thôi rồi luôn. Thôi dừng xe đây thôi các vị. Đường trong kia nó khá là lội. Rồi mình đi sâu vào trong đi quý vị ha. Hồi trước mình vô cũng khá là nhiều lần rồi. Bây giờ khu vực ở trong này có lẽ nó cũng ngày càng ma mị hơn. Đúng là rừng và rú thiệt. Ung tùm hoang sơ quá đã. Đó, người nào mà là vào đây mà thấy cái cọng hôn thôi là thấy ơn lạnh này, thốn lui liền, cho ông giam vào trong sâu bên trong.
này thì còn ngọn suối rất là đẹp. Đó, quý vị thấy cái cọng này. Cọng rất là ma mị ha. Trong này thì có chú voi nữa đó quý vị. Người ta đắp chú voi. Có ngọn thác kìa. Có những nhóm mò vào đây picnic đốt lửa cắm trại ấy. Nhậu nhẹt ha. Chú voi này quý vị. Có ngọn thác rất là đẹp. Có cái cầu nó cũng mục rồi, bắc qua ngọn thác này. Theo con đường này thì nó cứ vòng vào trong núi voi vậy đó quý vị. Mình chưa đi sâu vào trong đó bao giờ. Hồi trước mình vào rồi nhưng mà thật sự ra bây giờ vào lại á, thấy nó hoang sơ, nó đẹp. Đặc biệt là mùa này mưa, nước thác nó chảy khá là nhiều và mạnh. Hoang sơ vô cùng. Sâu trong này thì cũng có vườn của bà con mình. Thấy có những cái bà con đồng bào á, họ vào làm vườn và bây giờ họ đi về đó. Mai mốt á, rảnh trời nắng nắng lên chút, mình sẽ chạy sâu vào trong xem thử. Vì con đường mòn này nó chạy sâu vào trong được. Leo trèo, đi tới đi lui nãy giờ là cũng thấy đói bụng rồi quý vị. 11 giờ hơn rồi. Đó, mình có cái tính kỳ lạ vậy đó quý vị. Mình thích đi chơi lang thang một mình ở những khu vực mà nó hoang sơ như thế này. Thậm chí nó có pha chút ma mị nữa mình cũng tới luôn. Nó có chút gì đó hồi hộp, nó cũng khá là thú vị. Chiếc xe bỏ ở ngoài này nãy giờ. Không có vấn đề gì cả quý vị ơi. Rồi lên đường. Có Đà Lạt. Quý vị thấy không? Rừng núi hoang sơ nó đâu có xa thành phố đâu. Thích là mình lang thang tới những khu vực như thế này là có liền luôn. Đường này nó mưa nó rêu phong lên, nó cũng khá trơn nè quý vị. Gà số 1 đi xuống.
rừng rú thiên nhiên phải nói là nó mang lại cho con người rất là nhiều những giá trị, đặc biệt là giá trị về tinh thần. Khi mà chúng ta lang thang vào thấy cây cối nó làm bạn với chúng ta, quá tuyệt vời luôn quý vị. Nếu còn từ đây về dưới cao tốc Liên Khương tầm khoảng 3-4 cây số nè quý vị ạ. Mai mốt mùa nắng mình sẽ đi khám phá hết cả cái quả rừng núi voi này, có thể leo lên lại thêm một lần ở trên cái núi voi nữa. Cách đây 2-3 năm trở về trước thì mình cũng đã từng leo lên rồi, mai mốt sẽ leo lên lại. Đó, xuống đây là cái làng Darawa đó quý vị. Địa phận này là thuộc địa phận của Đức Trọng rồi đó. Đây là một ngôi làng rất là đẹp, nhà cửa ẩn giữa rừng sâu luôn, và vườn tược vô cùng hoang sơ. Nhà cửa bà con ở đây cũng đơn sơ thôi, nhà là chủ yếu là nhà gỗ đó quý vị. Trời mưa bay bay rồi quý vị à. Tới đây mình rẽ trái xuống con đường bê tông rồi quý vị. Thấy bà con mình cũng đầu tư đổ đường bê tông xuống là rất là đẹp rồi. Hồi xưa là đường đất. Cái làng này nó kéo dài về dưới Đức Trọng á, băng qua bên núi voi. Đây, rẽ vào đây ha. Đó, mùa này đẹp quá quý vị, thấy không? Trời ơi, đúng khói lam chiều luôn. Còn con đường này hồi trước là vào đường đất, bây giờ là đổ bê tông ngon lành rồi quý vị này. Quá đẹp ha. Những cây hoa gì á, nó lên ra màu vàng đó quý vị. Ở đây bà con mình trồng rau, còn thêm là trồng cà phê, cà pháo rồi đó. Đó, những cái cây hoa. Chị ơi, cho hỏi cái hoa màu vàng vàng dưới này hoa gì vậy? Cái hoa vàng vàng này hoa gì vậy chị? À vậy hả? À đẹp á. À dạ. Dạ. Chị nói mình cũng nghe rõ. Ui trời, người ta nuôi chó rất là nhiều quý vị. Đó, bây giờ người ta đổ đường bê tông bê tiết rồi xuống ngon lành ha. Ui đẹp quá trời quá đất luôn quý vị ơi. Có chú bò này này. Ở đây bà con mình nuôi bò này này. Đấy, quý vị đẹp luôn. Quá bình yên. Ui chó ơi, chó đâu ra mà nhiều dữ trời. Thôi co cái chân lên cả nó dí nó táp bây giờ. Cho con. Đó, quý vị thích cuộc sống dân dã thôn quê như thế này không? À, ở dưới này người ta đang xây dựng một cái quán cà phê, cà pháo gì đó quý vị. Rất là đẹp đó. Đang xây thôi, mai mốt sẽ đưa vào hoạt động ha. Đấy, quá tuyệt vời. Đó, sự tự do. Tự do nó đến từ tư duy và chính trong tư tưởng của chúng ta đó quý vị. Cái tự do nó không nằm đâu xa, và nó cũng không có phụ thuộc vào bất cứ một đất nước hoặc là một thể chế chính trị nào.
theo quan điểm mình là như vậy. Còn không biết theo quan điểm của quý vị thì nó phức tạp như thế nào thì mình không biết. Mình nghĩ đơn giản, tự do nó đến từ chính trong tâm hồn của chúng ta đó. Chính trong cái tư duy và trong cái suy nghĩ của chúng ta thôi, không phụ thuộc vào bất cứ một cái vấn đề gì gọi là thể chế chính trị hay là đất nước nào cả. Như vậy cho nó nhẹ cái đầu ha, quá tuyệt vời luôn. Mình đừng định dừng lại đây quay vài thước phim, nhưng mà chó nó dí quá quý vị ơi. Ui là cái cây mít. Ngôi làng rất là bình yên. Ui, ngôi làng này mà bà con cộng đồng bỏ phố về rừng thích lắm luôn. Tuy nhiên đất đai ở đây không được, chắc không được mua bán gì đâu quý vị ơi. Để mình dừng lại đây để quay những cái thước phim bà con mình đang làm vườn. Đó, trên kia có những cái ngôi nhà này kìa. Rồi mình đi về quý vị, bây giờ trưa lắm rồi, trưa và nó đói bụng lắm rồi quý vị ơi. Cái này mình đi sáng sớm chắc là cái bản làng này nó chìm trong sương mờ luôn quý vị ạ, quá đẹp. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng cập nhật tình hình thành phố Đà Lạt, cũng như là đi tham quan những cái khu vực hoang sơ nằm sát nét Đà Lạt luôn, để gửi đến quý vị anh chị và các bạn cùng xem ha. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.